Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Costland, Đế chế Cost, Lịch sử bí ẩn của Cost Industry và sự thao túng đối với kinh tế chính trị Mỹ. Tác giả Christopher Leonard. Sức mạnh to lớn đi kèm với danh tiếng không nhỏ, dù không phải là tất cả những điều tốt đẹp như cuốn sách về Costland Industry đã bật mí. Với Costland, nhà báo kinh doanh Christopher Leonard, tác giả của cuốn sách, đã bổ sung vào kho tàng ngày một lớn mạnh về tiểu sử của gã khổng lồ Cost Industry, bao gồm cuốn sách bán chạy nhất của Chandler Meyer, Dark Money và Son of Wichita của Daniel Schulman. Nếu Schulman tập trung vào câu chuyện gia đình Cost, Meyer điều tra kho chiến tranh do Cost tài trợ cho một chương trình nghị sự chính trị bảo thủ, thì Leonard lại nhìn vào chiếc hộp đen của chính tập đoàn năng lượng khổng lồ, khiến cho Costland là cuốn sách lịch sử doanh nghiệp được kể cánh sáng suốt nhất. Để kể câu chuyện lịch sử của đế chế Cost một cách đầy đủ và chân thật không phải chuyện dễ dàng, bởi Cost Industry là một trong những công ty tư nhân lớn nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là nó không tuân theo các yêu cầu minh bạch của một công ty giao dịch công khai đáng ra phải làm. Tại đây, bí mật đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển và ông chủ của Cost không bao giờ chịu từ bỏ nguyên tắc này. Leonard bắt đầu cuốn sách bằng câu chuyện về sự thành lập của công ty ở Wichita bởi Fred R. vào năm 1940. Năm 1967, khi người đứng đầu gia tộc Cost đột ngột qua đời trong một chuyến đi săn vịt, và con trai của ông Charlie Cost khi đó mới 32 tuổi đã tiếp quản cơ nghiệp. Charlie đã sử dụng vài thập kỷ tiếp theo để chuyển đổi công ty năng lượng từng biến cha ông trở thành triệu phú đơn thuần thành khối tài sản kếch xù như ngày nay. Vào năm 1981, khi Cost Industry được biết đến là một công ty năng lượng cỡ trung thuộc sở hữu gia đình không mấy tên tuổi, đã có các chuyên gia ngân hàng ở phố Wall tới Wichita đặt vấn đề với CEO Charlie Cost để thuyết phục ông đưa Cost lên sàn giao dịch, cùng với lời hứa tăng lợi nhuận doanh thu của công ty lên một con số không. Ông đã từ chối. Bí mật là điều cần thiết chiến lược đối với Cost Industry. Leonard viết, sự kiểm soát của gia đình cũng vậy. Hai anh em Freddy và Bill đã được mua hết cổ phần của họ vào đầu những năm 1980. David, người tranh chức phó chủ tịch với vé của Đảng Tự Do năm 1980, đã nghỉ hưu ở Cost Industry vào năm 2018. Sự thật là Cost đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống thường nhật, mặc dù không mấy ai biết tới. Hàng triệu người đang sử dụng sản phẩm mà không cần nhìn tên thương hiệu được in trên đó. Công ty lọc và bán xăng dầu cho xe cộ, máy bay, v.v. Cost là nhà sản xuất phân đạm lớn thứ ba trên thế giới, còn phân đạm là nền tảng của ngành thực phẩm hiện đại. Cost còn chế tạo hóa chất và nguyên liệu tổng hợp dùng làm tã trẻ em, băng nẹp, thảm, chai nhựa, ống dẫn, v.v. Công ty cũng sở hữu Jobs Pacific, nhà sản xuất vách tường, cột trụ, gỗ dán, dùng để xây nhà, văn phòng. Cost làm cả khăn giấy, khăn lau, giấy in báo, đồ dùng, dụng cụ vệ sinh. Nó sở hữu một mạng lưới văn phòng giao dịch rộng khắp ở Houston, Moscow và Geneva. Thuê rất nhiều nhân viên xử lý hợp đồng mua bán mọi thứ từ nhiên liệu, phân bón, kim loại hiếm, cho tới các hợp đồng chứng khoán phái sinh. Lúc bấy giờ, doanh thu hàng năm của Cost lớn hơn cả Facebook, Goldman Sachs
và US Steel cộng lại. Lợi nhuận của công ty cũng khiến người khác thực sự choáng váng. Cùng với em trai David, Jacqueline đang nắm giữ khoảng 80% cổ phần của COS với tổng tài sản đạt gần 120 tỷ đô, lớn hơn cả Jeff Bezos hay Bill Gates tại thời điểm tác giả viết sách. Nhưng có một lý do khác khiến cho Costland trở nên ấn tượng, đó là Leonard không có nhiều tài liệu để viết nên cuốn sách này. Vì vậy, trong hơn 7 năm, Leonard đã dành hàng trăm giờ để phỏng vấn các cựu nhân viên, nhà quản lý, người tiết lộ thông tin bí mật và những lãnh đạo cấp cao ở COS, bao gồm cả Charlie COS. Nên bạn có thể sẽ bắt gặp nhiều nhân vật ở đây. Đó là Heather Farragher, một cựu nhân viên tại COS, người đã tiết lộ nhiều bí mật về những hành vi sai trái có tổ chức trong tập đoàn và phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất từ sự trả đũa. Người đọc cũng sẽ biết tới Bernard Paulson, nhà quản lý giàu tham vọng từng giúp COS dẹp yên sự quá khích của một nghiệp đoàn lao động. Dean Watson, một ngôi sao đang lên, người đã thấm nhuần triết lý MBM, nhưng sự nghiệp phút cuối lại sụp đổ bởi chính tham vọng của bản thân. Philip Dubose, nhân viên đã ăn trộm dầu để làm vui lòng cấp trên. Nhưng Leonard thừa nhận trong lời nói đầu của mình, rất nhiều người đến rồi đi, nhiều đến mức ông cảm thấy cần phải có phần phụ lục dài đến 10 trang với các tên nhân vật được sắp xếp theo mẫu chữ cái, phòng trừ trường hợp độc giả cảm thấy khó theo dõi vì có quá nhiều cái tên. Nhưng đó cũng là bản chất của các tổ chức lớn. Họ cứ đến rồi đi, trong khi COS Industry vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước và thay đổi cùng thời đại. Ngay cả Charlie COS cũng không cung cấp quá nhiều câu chuyện. Vẻ ngoài của ông có vẻ kiệm lời và thụ động, nhưng sâu bên trong ông là một chiến binh. Leonard đã ghi điểm trong một cuộc phỏng vấn với COS vào năm 2015, nhưng COS đã không tiết lộ nhiều ngoài việc hồi còn học lớp 3, ông thấy kỳ lạ khi các bạn cùng lớp phải vật lộn với môn toán. Tại sao? Hóa ra sự tin tưởng của Charlie về một vũ trụ được sắp xếp hợp lý đã giải thích cho cách tiếp cận của COS đối với kinh doanh và đối với xã hội. Những nhà phê bình có đầu óc âm mưu nhất nói về Costopus và sự tưởng tượng Charlie như nhân vật Svengali trong tiểu thuyết Ghibli. Nhưng Costland cho thấy sự thật còn tầm thường hơn nhiều và có thể đáng ngò ngại hơn. Khi công ty phát triển, Charlie Cost đã phát triển một triết lý công ty có tên là quản lý dựa trên thị trường, viết tắt là MBM, để đảm bảo rằng các bộ phận khác nhau của công ty có thể tập trung vào mục đích cuối cùng của họ, tạo ra lợi nhuận. Ông đã đặt tên cho tầm nhìn của mình, một bộ quy tắc mà ông đã hệ thống hóa trong một cuốn sổ nhỏ dành cho nhân viên, sau này được ghi lại trong một cuốn sách. Cái tên quản lý dựa trên thị trường nghe không có vẻ sinh động cho lắm, nhưng bản thân lý thuyết này cũng vậy, vốn chỉ coi nhân viên như các doanh nhân và buộc họ tuân theo kỷ luật thị trường. Trong một thời gian, việc chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp đã dẫn đến hàng loạt cáo buộc về khiếu nại hình sự. Leonard đã thuật lại những vụ tấn công ô nhục nhất của công ty, bao gồm một cuộc điều tra của Thượng viện về cáo buộc công ty ăn cắp dầu thô từ khu vực đất đai của các bộ lạc thổ dân châu Mỹ. Nhưng Charlie Cox khẳng định đó chỉ là do nhân viên của ông đã tính toán sai lượng dầu họ lấy, điều mà họ tình cờ làm vì lợi ích của công ty. Đến năm 1999, Cox Industry thú nhận cũng đã đổ nước thải ô nhiễm gần nhà máy lọc dầu Pine Bend ở bang Minnesota. Bạn đang nghe audio review sách Costland, đế chế Cost. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Công ty biết rằng việc vi phạm các quy định
có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận của mình và đã có phản ứng tương ứng. Giờ đây, mọi nhân viên đều phải ghi nhớ nguyên tắc tuân thủ 10.000%, tuân thủ 100% luật lệ trong 100% thời gian. Nhưng công ty cũng đã tìm cách để chuyển đổi chế độ quản lý. Do đó, mới có cuộc vận động hành lang rầm rộ của một bộ phận được gọi một cách nhạt nhẽo là khu vực công của các công ty cost và tiền bạc đen tối trong cuốn sách của Meyer. Charlie cũng thường chỉ trích nền chính trị hiện đại là thời kỳ của chủ nghĩa tư bản bè phái. Kể từ cuộc bầu cử của Donald Trump, ứng cử viên tổng thống duy nhất của Đảng Cộng Hòa mà Cox từ chối ủng hộ, công ty đã theo đuổi một chiến lược mà Leonard viết là ngăn chặn và giải quyết. Ngăn chặn Trump khi ông ta cố gắng làm bất cứ điều gì bất lợi cho công ty và giúp ông ta giải quyết những điều mà Cox muốn, bãi bỏ quy định, cắt giảm thuế, bổ nhiệm tư pháp. Nhưng chính những mô tả của Leonard về việc triển khai nguyên tắc quản lý dựa trên thị trường mới là thứ hấp dẫn nhất trong cuốn sách Một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Costland bao gồm một chương về việc nhà kho theo dõi hoạt động của công nhân đến từng phút, từng cuộc trò chuyện và từng lần đi vệ sinh, và đăng bảng xếp hạng hiệu suất của họ lên bảng thông báo. Đó là một hệ thống nghiệt ngã, tàn nhẫn, nhằm khiến người lao động đấu đá lẫn nhau. Họ từng rất đoàn kết, nhưng sự kiệt sức và suy thoái vào cuối ngày làm việc đã khiến bất kỳ sự đoàn kết nào cũng dần phai nhạt, đến mức có hại cho sức mạnh đàm phán của họ và lợi ích của công ty. Trong cuốn sách The Sense of Success, Charlie Cox gọi quản lý dựa trên thị trường là cách để doanh nghiệp tạo ra sự hòa hợp lợi ích với xã hội. Câu hỏi mà Costland đặt ra là liệu sự hòa hợp với lợi ích này có dẫn đến một lợi nơi mà bất kỳ ai có vài tỷ dư giả sẽ thực sự muốn sống hay không? Câu trả lời sẽ dành cho bạn ở ngay trong cuốn sách. Audio review đến đây là hết. Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả bên dưới audio. Cảm ơn.